Rồi, ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ranlong Fitness. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng chia sẻ với các bạn video về tập luyện một cái lịch tập là tăng cơ, tăng cân 6 buổi một tuần, ưu tiên phát triển cơ ngực. Rồi, mình sẽ dùng một cái phần mềm mà mình đã thiết kế với file trên Excel để tính toán lịch tập nó rất là dễ. Đầu tiên là cái khoảng lịch tập tổng, nghĩa là một tuần nếu mà ưu tiên ngực thì mình sẽ cho cơ ngực tập luyện 2 lần. Đây, mình ghi ra sẵn cho các bạn ở đây là thứ hai, chúng ta sẽ có 6 buổi tập đúng không? Cái buổi đầu tiên là ngày thứ hai mình sẽ tập là ngực và tay sau, ngực và cơ tay sau cùng một buổi. Thứ ba mình sẽ tập chân và bụng, tại vì cái ngày đầu tiên thứ hai khi bạn tập ngực và cơ tay sau á, nghĩa là cái nhóm thân trên của bạn nó mỏi tương đối rồi, nên ngày 22 á mình ưu tiên là tập chân. Nó ưu tiên cho cái người mà mới tập, nghĩa là đồng nghĩa với việc là mình sẽ thiết kế cái buổi lịch tập này á nó không quá nhiều, các bạn sẽ chỉ tập gói gọn trong khoảng tầm 40 phút thôi, không nhiều hơn, và số bài tập của chúng ta cũng sẽ không quá nhiều. Rồi, cái ngày thứ tư chúng ta sẽ tập là lưng xô tay trước, lưng xô và nhóm cơ tay trước, lưng xô phía sau và nhóm cơ tay trước. Mình sẽ ưu tiên ngày thứ năm mình tập vai và bụng, tại vì nếu mà với những người mới tập mình khuyên các bạn nên dành thời gian tập luôn, ưu tiên một ngày để tập vai. Những bài tập đẩy vai, nâng ngang vai như thế này, thậm chí tập cả cầu vai, nó sẽ giúp kích thích cái cơ vai của bạn bự hơn. Mình thì mình thích phân ra một ngày để tập vai luôn, tại vì cơ vai là cơ mình rất là yêu thích. Mà thêm nữa là nếu bạn tập được cơ vai á, khi mà bạn đẩy ngực á, bạn đẩy ngực tốt hơn, bạn đẩy được ngực được nặng hơn, và thêm nữa vai bạn rộng, bạn đứng dáng của bạn nhìn người nó bé hơn. Vậy tại sao mình bạn không dành một ngày để tập vai, còn ngày thứ ba, ngày thứ tư là bạn tập lưng xô rồi? Ok, như vậy chúng ta sẽ tập 6 ngày liên tục trong tuần luôn, và chủ nhật thì chúng ta nghỉ, và ngày thứ sáu thì chúng ta sẽ quay lại tập ngực, nhưng mà ưu tiên phần ở trên nha. Ra rồi, ngày thứ bảy chúng ta sẽ tập quay lại tay trước và tay sau. Tại với, mình nghĩ là với những người mới tập, và mình cảm thấy là với người mới tập thì một là khi mà các bạn tập ưu tiên nhiều phần thân trên các bạn sẽ thích hơn, hai là cái phần thân trên nó xô ra các bạn sẽ có động lực để các bạn đi tập đều hơn. Nên với người mới tập để tăng cơ tăng cân, mình không có khuyến khích họ tập hai buổi tập chân trong một tuần, bởi vì như vậy bạn sẽ rất đuối và rất là mệt, bạn sẽ rất khó để theo được các tuần liên tục, và như vậy cái mục tiêu thay đổi tăng cơ tăng cân của bạn nó sẽ dễ dàng bị thất bại. Mà hiểu mình tại sao mình thiết kế cho bạn một cái lịch như vậy chưa? Rồi, ok, chúng ta đi vào chi tiết nha. Đầu tiên cái ngày tập ngực và cơ tay sau mình sẽ thiết kế một cái lịch tập bằng máy tính. Cái này thì phần chi tiết này các bạn có thể đăng ký gói tập online để được sở hữu gói tập này. Còn hiện tại mình chia sẻ nhanh thì các bạn sẽ thấy, nhưng mà các bạn sẽ không có chi tiết. Nhưng mà cái này nếu các bạn chịu khó ghi chép lại, các bạn vẫn sẽ có để các bạn xem. Rồi, cái phần tập ngực mình sẽ thiết kế bài ngực tay sau. Ok, đây ưu tiên nha, mình sẽ lựa chọn 3 bài ngực và 2 bài tay sau thôi, nghĩa tổng cộng là 5 bài thôi, không nhiều đâu, 5 bài thôi nha. Tại vì sao? Tại vì với người mới tập á, mình khuyên các bạn chỉ cần á, mình lựa chọn cho các bạn cỡ 5 bài tập là các bạn có thể tập thoải mái rồi, không còn nhiều lắm. Rồi, ok, mà đầu tiên mình lựa đó là barbell bench press đẩy tạ ngực ngang. Tiếp theo á, cái ngày này á, mình sẽ lựa chọn những cái bài mà ngực mà nó ưu tiên cái phần ngang thôi, mình không có cho, không có để nó bạn đi, bạn lựa chọn nhiều quá những cái bài mà nó đi di chuyển xuống phần trên hay phần phía dưới. Thì với người mới tập á, mình ưu tiên các bài ngực ngang, các bài ngực ngang barbell bench press để các bạn tập, các bạn đẩy nó sẽ dễ hơn. Rồi, sau cái bài barbell bench press mình sẽ lựa chọn cái bài là dumbbell bench press tập với tạ đơn nha. Đây, mình lựa chọn ở đây, chúng ta sẽ có cái sự lựa chọn là hai bài ở đây, barbell bench press và dumbbell bench press. Đừng mà mình sẽ tiếp tục là mình lựa chọn một bài đó là ép ngực với tạ đơn. Rồi, sau đó mình lựa chọn hai bài tay sau là bài tay sau qua đầu và một cái bài là quay deep bend. Đây, ok, chúng ta sẽ có một cái lịch tập ngực rồi. Còn cảnh cho các bạn thấy là các bạn sẽ có cái lịch tập ngực như thế này. Đầu tiên á là mình sẽ lựa chọn bài barbell bench press gỡ ngang, đây các bạn thấy không? Với mức tạ là 30, 12, rồi 34, 8, 34, 8 tăng dần lên. Tiếp theo là bài tạ đơn, đẩy ngực tạ đơn. Thì mình cái này nếu mà bạn đẩy được 30 thì cái này các bạn có thể đẩy được 12kg. Rồi, các bạn nếu mà đẩy ngực mà các bạn chọn được 12kg thì mình nghĩ cái bài mà ép ngực thì các bạn phải bớt muốn xuống mức tạ nó khoảng 70% của nó thôi, nó khoảng tầm 8kg là vừa. Rồi, như vậy thì phần tay sau thì các bạn sẽ phải lựa chọn một cục tạ khoảng 15kg và bài nhấn tạ. Thì các bạn tập không với một miếng tạ đặt lên lưng. Nghĩa là cái ngày tập ngực chúng ta sẽ có 3 bài. Đầu tiên là bài đẩy ngực ghế ngang, sau đó chúng ta sẽ đến bài đẩy ngực với tạ đơn, chúng ta đến với bài là ép ngực với tạ đơn,
Và chúng ta đến với bài hai bài tay sau, đó là bài tạ đơn qua đầu tập cơ tay sau và bài nhấn với băng ghế dip bend. Rồi, 5 bài cho ngày ngực tay sau nha. Rồi, chúng ta đi tiếp ngày tiếp theo, chúng ta sẽ tập bài chân và bụng. Rồi, tại sao mình lại xếp ngày tập chân và bụng chung một ngày? Bởi vì cái ngày tập chân á, các bạn sẽ đốt mỡ rất là nhiều. Nên nhưng mà cái ngày tập chân nó sẽ rất là nhanh. Ngày tập chân các bạn tập cho mình mới tập các bạn tập cho mình 4 bài thôi. Chỉ cần 4 bài là đủ rồi. Và sau đó chúng ta sẽ tập thêm 3 bài tập bụng nha. Không còn nhiều. Cái ngày tập chân, rồi bây giờ mình sẽ thiết kế một cái ngày tập chân nha. Cái này thì mình sẽ inbox vô trong fanpage cho các bạn để đăng ký gói tập online với mình sau. Đây. Cái ngày tập chân bài đầu tiên, squat gánh đùi không thể thiếu. Tất nhiên là 4 bài với 2 bài tập bụng là đủ rồi. Tất cả các bạn có tổng cộng là 6 bài. 6 bài thôi, không nhiều đâu. Tại vì 6 bài tập thì các bạn cái quy tắc mà các bạn muốn tăng cơ tăng con khi mà các bạn mới bắt đầu tập luyện, nghĩa là các bạn sẽ không còn tập luyện quá nhiều, nhưng nó phải đủ để kích thích cơ thể của bạn hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn, thì từ đó bạn mới dễ dàng tăng cơ tăng con được. Nghĩa là nếu mà cái ngày tập luyện mà bạn mới bắt đầu mà bạn tập luyện quá nhiều, ví dụ như là cái ngày tập tăng cơ tăng con mà bạn tập tới 7-8 bài tập thì như vậy nó quá nhiều. Mình khuyên các bạn tập ít thôi nhưng mà chất lượng. Rồi ok, những bài mình lựa chọn đầu tiên đó là bài gánh tạ squat với thanh đòn. Tiếp theo mình lựa chọn bài tiếp theo là bài cầm tạ đơn bước, các bạn bước dài, các bạn nhúng chân. Bài tiếp theo mình lựa chọn nữa là cái bài đạp đùi. Bài này thì phần lớn các phòng tập các bạn máy này. Sorry một xíu. Rồi, bài tập tiếp theo trong cái ngày mà tập chân á, mình khuyên các bạn lựa chọn là cái bài tập các bạn nằm máy, các bạn móc đùi sau nha. Mình nói ra cái bài này thì các bạn tìm là các bạn sẽ thấy thôi, nó rất là dễ. Các bạn nằm máy nghĩa là các bạn có đầy đủ những cái bài tập đó cho cái ngày tập chân. Các bạn có 4 bài tập chân. Rồi, thêm nữa tiếp theo mình chúng ta sẽ quay lại với cái ngày mà cái phần tập bụng trong cái bài tập chân á, thì mình sẽ cho các bạn lựa chọn cái hai cái bài đơn giản là cái bài lướt bụng và cái bài đá chân. Đây, hai bài này thôi. Đây. Đây là hai cái bài đơn giản, các bạn có thể thấy cái bài lướt bụng, lướt lên cuộn cái bụng lại và nằm đá chân tập một ít phần cơ bụng dưới. Rồi, như vậy là chúng ta có 6 bài cho cái ngày tập chân và bụng. Tại sao chúng ta chỉ còn tập ít như vậy? Cảm giác các bạn sẽ thấy là các bạn tập rất là ít, giống như mình nói vừa rồi, dùng ít năng lượng thôi. Ok, chúng ta đi đến ngày thứ tư là ngày tập lưng xô tay trước. Thì các bạn sẽ nên tập là tập hết phần bài lưng là đến bài tập tay, hay là các bạn sẽ nên tập là xen kẽ một bài tập cơ lưng, một bài tập cơ tay trước. Mình khuyên các bạn là các bạn nên tập hết ngày, các bạn tập hết 4 bài tập lưng, sau đó các bạn tập thêm khoảng 2 bài tập cơ tay trước là vừa. Tại sao? Tại vì khi mà các bạn tập kéo lưng á, những cái bài tập mà lat pull down, kéo cáp từ trên xuống, hay là nắm kéo lưng hẹp như thế này, cái cơ tay trước các bạn, cái phần chỗ này nè, nó đã tham gia rất là nhiều rồi, nên các bạn không cần phải ưu tiên cho tập xen kẽ nhóm cơ tay trước nữa. Thì các bạn cứ cố gắng các bạn kéo hết sức ở nhóm cơ lưng 3 hiệp tập thôi là đủ rồi. Và sau đó các bạn hoàn thành 4 hiệp thì các bạn mới quay sang các bạn tập cơ tay trước. Như vậy thì bài tập của chúng ta đơn giản là đầu tiên là kéo lưng rộng ha. Rồi, hãy cố gắng là khi kéo thì ưỡn ngực lên, đưa cái cùi chỏ về phía sau chứ không phải găm cái cùi chỏ vuông góc xuống nha. Tại vì khi mà găm cùi chỏ vuông góc xuống, phần lớn lực nó sẽ tác động vào phần cơ vai và cơ tay của bạn. Còn khi bạn di chuyển cái cùi chỏ ra sau, bạn ưỡn ngực, bạn mới ép được cái nhóm cơ lưng ở đây. Rồi, bài số 2 thì mình khuyên các bạn là bài kéo lưng với cái máy, với cáp đơn giản nó như thế này. Kéo, hẹp tay, vậy thôi. Rồi, bài số 3 thì chúng ta sẽ tập là, đây mình lựa chọn thêm một bài tập đây. Ok, lấy tạ đơn đi, các bạn kéo, các bạn nâng tạ đơn, chống tay vuông góc bài barbell round trên tạ đơn ấy. Bài tập đây nè. Đây, cái ngày tập lưng thì chúng ta sẽ tập bài barbell round với tạ đơn nha. Đây, mình chọn một cái ngày tập lưng cho các bạn xem. Rồi, 4 bài thôi. Đây, bài số 3 chúng ta sẽ tập bài nắm tạ đơn, kéo. Đây, chèo thuyền với tạ đơn. Đây, đó là bài tập này là tạ thuyền với tạ đơn. Bài này bài số 2 và đây là bài số 1. Rồi, bài số 4 mình khuyên các bạn nếu được các bạn hãy hít xà đơn. Hít cỡ 5 cái thôi nha. Đơn giản thôi, hãy hít xà đơn. Với bài số 4 các bạn chỉ cần hít xà đơn là đủ. Rồi, tại vì lúc đó các bạn đã rất là mệt rồi. Tại sao mình không xếp xà đơn vào cái bài đầu tiên mà mình lại xếp vào cái bài thứ 4? Bởi vì là khi mà các bạn mới bước vào một cái buổi tập, cái sức các bạn còn rất là nhiều, nhưng bài tập
Hít xà đơn là một bài tập khó. Và nếu mà các bạn dùng sức, các bạn hít tập 3 hiệp, mỗi hiệp 10 với bài hít xà đơn, thì những bài sau các bạn sẽ bị đuối. Nghĩa là tổng cái lượng tập của bạn tác động vào cơ lưng trong cái buổi tập của bạn không đủ nhiều, mà không nhiều bằng việc là bạn xếp cái bài xà đơn vô cuối. Kể cả khi bạn xếp cái bài hít xà đơn vào cuối, cho dù là bạn tập được 3 hiệp, mỗi hiệp bạn tập 5 cái, thì tổng lượng tập của bạn nó ở những cái mức bài kéo cáp, bài kéo lưng và bài kéo tạ đơn, thì nó sẽ hiệu quả hơn là tổng cái lượng tập bạn để cái bài hít xà đơn lên trước. Ok, bạn hiểu chỗ này không? Rồi, hai bài tập cơ tay trước mình muốn khuyên bạn bạn có thể tập luyện, đó là bài ngồi cuốn tạ đơn như thế này, tập trung gồng chặt vào cơ con chuột của bạn. Và bài thứ hai là bạn đứng bạn cuốn đòn Z, cuốn đòn Z nha, đòn dít dắt á. Đó, bạn tập 3 hiệp, mỗi hiệp 10 cái. Rồi, như vậy chúng ta đã xong ngày thứ 3 của cái buổi lịch tập tăng cơ tăng cân với 6 bài tập. Ok, đến với ngày thứ 4, ngày tập vai bụng, mình khuyên các bạn là chỉ cần cái ngày tập vai bụng, mình sẽ xếp cái một cái lịch tập vai bụng để làm sao các bạn tác động nhiều vào vai. Nhưng mà cái lúc mà các bạn tập bụng á, các bạn vẫn tác động nhiều vào phần nhóm cơ vai. Rồi ok, chúng ta sẽ có là 4 bài tập vai và 3 bài tập bụng, chúng ta sẽ có 7 bài tập. Tại sao cái ngày này thì khi mà các bạn tập vai, thực chất là các bạn hao năng lượng không quá nhiều so với các những ngày tập những nhóm cơ khác. Rồi, bài đầu tiên của chúng ta là bài đẩy tạ đơn nha. Đẩy tạ đơn, đi lấy cho anh cái cục tạ ok đi. Một cục được rồi. Rồi, hôm sau mình sẽ làm clip, mình sẽ chuẩn bị nhiều tạ hơn để làm thí dụ cho các bạn xem nha. Rồi ok. Rồi, với ở phòng tập thì các bạn sẽ có nhiều mức tạ đơn, thì mình khuyên là cái bài đầu tiên á, mình sẽ ưu tiên nếu cái ngày tập vai á, chúng ta sẽ tập đẩy vai trước. Tại sao mình thích đẩy vai trước? Bởi vì một á, là khi các bạn tập vai á, cơ vai các bạn đẩy lên á, nó tổng hợp cùng lúc cả nhóm vai trước, vai ngang và phía sau. Thực chất là các bạn tác động vào tổng lực nhóm cơ vai nhiều nhất và tác động được nhiều nhất cũng như tập được nhiều nhất. Như vậy thì bạn nên tập cái bài tập đẩy vai trước. Rồi, hãy lưu ý là đẩy dựa vô ghế như thế này, đẩy lên vừa tay thôi, xuống vừa, đừng có mở cái khuỷu tay ra rộng quá nha, cũng đừng có để khuỷu tay ra hướng này, đẩy là một cách khác. Rồi, lưu ý cổ tay nó nha, giữ thẳng, đừng có bẻ lên, để gì nè, đẩy dễ bị đau cổ tay lắm. Như bạn hay đẩy nè, giữ thẳng cổ tay, đẩy lên. Rồi, hãy tập 3 hiệp, lựa chọn mức tạ phù hợp với mình. Tiếp đến, sau khi chúng các bạn tập đẩy vai, mình khuyên các bạn đến với những bài tập tác động vào phần vai ngang. Ví dụ như bài nâng ngang vai lên như thế này, nâng ngang lên vừa giữ lại ha, lên thở ra xuống hít vào. Rồi, bài tập này sẽ tác động làm dày cái cơ phần cơ vai ở phía ngang của bạn. Rồi, sau đó đến bài số 3, chúng ta sẽ tập luân phiên vai trước. 1, 2, trái phải xuống hít vào, lên thở ra, ưu tiên đưa về trước. Thì nó sẽ tác động nhiều vào phần cơ vai trước của bạn, làm dày và đều và tròn cái nhóm cơ vai. Ok, đến với bài số 4 thì chúng ta sẽ tập một ít vào nhóm cơ cầu vai. Các bạn lựa chọn cục tạ nó hơi nặng nặng một chút, tập cái phần này nè. Tập rút lên, hít, thở, hít, thở. Rồi, ok nha. Xong hai cái ba cái bài tập vai thì chúng ta sẽ đến với bài phần ba cái bài tập bụng, mà làm sao để các bạn có vẫn có sự tác động vào nhóm cơ vai. Thì ba cái bài tập bụng đó, đầu tiên á là bài tập plan. Bài tập plan á là cái bài tập nó tác động vào cuộn của các bạn rất là nhiều, cơ hai bên ha, các bạn gồng vần phào vào cái nhóm cơ đó. Rồi, bài tiếp theo là cái bài chống tay kéo gối. Cái bài chống tay kéo gối nghĩa là các bạn đứng, các bạn chống tay và các bạn kéo và rút gối lên. Tiếp nữa, một cái bài nữa mình khuyên các bạn vừa có thể tập bụng và vừa có thể tập vai một chút, đó là bài vào cái tư thế plan. Vào cái tư thế là plan và các bạn kéo gối qua cạnh hai bên chạm vào phần bụng nha. Rồi, khi các bạn tập đầy đủ những cái bài tập này, các bạn sẽ cảm thấy một cái lực tác động vào phần cơ bụng của bạn rất là nhiều. Nhưng mà tại vì khi mà các bạn tập bụng này, cơ tay và cơ vai của bạn vẫn chống trên sàn liên tục, nên thành thử ra là cái cơ vai của bạn nó vẫn sẽ chịu lực và nó vẫn phải tải liên tục. Rồi, ok, chúng ta đến với ngày thứ 6 trong tuần là chúng ta sẽ tập phần ưu tiên phần ngực trên. Rồi, với phần ngày, cái ngày này thì mình khuyên các bạn tập đầy đủ cả 5 bài ngực. Và mình sẽ lựa chọn 5 bài ngực trên ưu tiên cho các bạn. Đầu tiên là đẩy ngực với tạ đơn nha. Với băng ghế dốc, nó hơi dốc lên cỡ 30 độ như thế này, 30 đến 45 độ để các bạn đẩy ngực dốc lên. Rồi, tiếp đến là cái bài sau khi các bạn đẩy ngực dốc lên với tạ đơn, mình khuyên các bạn đến với bài ép ngực với tạ đơn. Ép ngực tác động vào phần nhóm cơ ngực ở tạ đơn phía trên, là nhóm cơ chỗ này nè. Đây, các bạn sẽ cảm thấy cái dày cái nhóm cơ ở ngay đây, phần nhóm cơ ngực trên. Rồi, sau khi các bạn tập 2 bài với tạ đơn, mình khuyên các bạn nên đi vào tiếp, đó là một bài
hit đất để chân trên ghế nó sẽ khá là đơn giản, nghĩa là các bạn lựa chọn vào việc là các bạn hit đất nhưng mà chân của các bạn để trên ghế, thì khi đó cái lực nó sẽ tác động nhiều. Nghĩa là khi bình thường bạn hit với một cái thanh, cái vị trí là các bạn để ngang người thì cái lực nó sẽ tác động đều vào phần cơ ngực, nhưng mà khi bạn di chuyển cái chân để dốc lên trên cao á, bạn các bạn xem video clip của mình, các bạn rất nhiều video clip mình hit đất mình để chân trên ghế, thì hay các bạn có thể để trên bụng, nó hit đất nó tác động phần cơ ngực trên của bạn nhiều hơn. Rồi bài tập số 4 thì mình khuyên các bạn là tập bài kéo cáp từ dưới đưa lên như thế này, từ dưới cầm cáp đưa lên nha. Các bạn thấy không, nếu mà các bạn cầm cáp từ dưới các bạn vớt lên như thế này, các bạn sẽ tác động phần ngực trên rất là nhiều. Rồi bài tập cuối cùng cho cái ngày tập ngực á, các bạn cầm một cái miếng tạ, cái miếng tạ nó giống như như cái cuốn tập như này, các bạn cầm các bạn ép ngực, các bạn đưa về phía trước, nó sẽ tác động vào phần cơ ngực ở giữa và phần phía trên này của bạn rất là nhiều. Rồi nhớ lưu ý cái kỹ thuật á, là bạn cái khuỷu tay của bạn á, bạn phải duỗi thẳng hết ra nè, tới đây là chưa nè, tới đây là ép hết ngực vô nè, bạn thấy không, mình cầm cái cuốn sách mà mình ép ra, các bạn có thể đã thấy cái phần cơ ngực của mình á, nó được tác động rất là nhiều rồi. Nghĩa là nếu mà bạn cầm một cái miếng tạ 5 kg các bạn tập, các bạn sẽ tác động vào đó rất là nhiều. Rồi cái lịch này là lịch tập tăng cơ tăng cân ưu tiên ngực, nên cái ngày thứ 6 trong tuần mình dành hẳn một ngày để tập ngực luôn và ưu tiên phần ngực trên. Tại sao mình ưu tiên phần ngực trên? Tại vì bình thường mọi người tập hay bị yếu cái phần cơ ngực trên đó, nên chúng ta mình sẽ lịch tập này mình thiết kế để ưu tiên phần cơ ngực trên nha. Rồi chúng ta đến với ngày tập cuối cùng trong tuần, mệt rồi đúng không? Mệt rồi là sau khi một tuần các bạn tập mệt rồi thì cái ngày cuối cùng mình khuyên là các bạn tập nhẹ thôi, tay trước tay sau xen kẽ. Chúng ta sẽ có bao gồm là 6 bài tập cơ tay trước cơ tay sau. Đầu tiên là bài ngồi ghế cuốn tạ, nó mở rộng tay của các bạn ra như thế này thì nó sẽ tác động vào phần cơ này nhiều hơn nha. Nó khác biệt là các bạn ngồi tập trung, các bạn cuốn vô, khi bạn ngồi tập trung các bạn cuốn vô như thế này đó, xuống hết từ từ lên, cuộn lại, bóp chặt và giữ lại, tác động đều vào phần phía này, phía cạnh ngoài. Nhưng khi các bạn mở ra như thế này, nó tác động vào phần phía cạnh trong nhiều hơn, vẫn làm đều con chuột của các bạn. Rồi bạn có 2 bài tập cơ tay trước rồi đó ha. Bài tập số 3 là bài tập cơ tay sau, các bạn cầm mỗi một tạ đơn như này, nhưng mà các bạn cầm một bên tay thôi, còn một bên tay các bạn giữ thăng bằng xuống sau nha. Khi các bạn xuống, các bạn lưu ý là các bạn phải xuống để cái cơ tay của bạn nó giãn ra tối đa, và gồng sức các bạn đưa lên, xuống, hít vào, lên, thở ra, ok không? Rồi đến với một bài tiếp theo của nhóm cơ tay sau nữa, mình cho các bạn tập một cái bài, đó là các bạn đứng, các bạn vịn băng ghế, các bạn tống ngang lên tập cơ tay sau như thế này, giữ, hít, thở, hít, thở, đó, nhẹ nhàng vậy thôi, nhớ là giữ lưng thẳng nha. Và để tập vào cơ tay sau, các bạn lưu ý là các bạn phải đưa thẳng lên và lên, và các bạn gồng và các bạn phải giữ lại nữa. Rồi ok, chúng ta vừa có 2 bài tập cơ tay trước, 2 bài tập cơ tay sau. Rồi tiếp theo 1-2 cái bài tập sau cùng là bài tập bạn làm quen với cái máy kéo cáp. Cái máy kéo cáp phần lớn các phòng tập của bạn đều có, bạn đứng bạn cuộn cáp lên. Vì bạn vừa cuộn lên, bạn có thể tập theo kiểu là một cái hiệp superset, nghĩa là bạn vừa cuộn tay trước lên, sau đó bạn nâng cái cáp lên, bạn nhấn tay sau, bạn nhấn xuống, kết hợp vừa tay trước vừa tay sau, và như vậy bạn tập 3 hiệp liên tục không nghỉ, nó sẽ làm cho cơ thể của bạn kích thích vào cái tay tối đa, nhưng mà nó không làm bạn quá mệt đâu, tại vì cơ tay của bạn thì nó nhỏ so với cơ chân, nên cái ngày cuối tuần bạn tập như vậy là thể lực nó phù hợp với bạn. Rồi ok, thì như vậy thì lịch tập ngày hôm nay là tập tăng cơ tăng cân ưu tiên ngực của chúng ta đến đây là hết. Và các bạn hãy ghi chép lại, lựa chọn mức tạ một cái, mình chỉ một các bạn một cái mẹo như nè, là các bạn mở cái xuống sổ ra, các bạn ghi là cái ngày hôm nay các bạn tập ngực tay sau đúng không, các bạn tập bài gì các bạn ghi ra, đó là cái ô thứ nhất. Cái ô thứ hai là các bạn tập bao nhiêu hiệp các bạn ghi lại, cái ô thứ ba là mỗi hiệp các bạn tập mức tạ nào các bạn cũng ghi lại luôn. Thì như vậy sang tuần sau chỉ còn một trong những cái bài tập đó các bạn tăng được mức tạ, nghĩa là bạn đã tiến bộ và cơ thể của bạn, cơ bắp của bạn đã có được một sự phát triển phù hợp, và để nó có thể phát triển đi lên, chúng ta sẽ tăng dần, các bạn sẽ tăng dần cái mức tạ qua các bài tập và tăng dần nó lên nha. Rồi chúc các bạn tập tốt, hẹn gặp lại ở video clip tiếp theo.